Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Game. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết cái bản của chương. Ok, thì cho các bạn, dành cho các bạn mới thôi. Thì mình sẽ dùng procedure là thủ tục, rồi mấy cái for loop vòng lặp đồ này nọ, giống như là mình chọn bảng menu, giống như cái bảng tùy chọn để cho người ta chọn cái option đồ này nọ đó, để mà mình chọn coi như bản của chương, ví dụ như 2, 3, 4 hay là gì đó. Ok, rồi chúng ta thực tập nha. Bắt đầu thôi. Rồi thì đây là cái sườn căn bản cho một cái chương trình. Thì mấy cái video trước mình cũng đã hướng dẫn rồi. Thì giống như là mình khi mà mình học cao lên chút xíu thì mấy cái cũ coi như là mình không có cần phải nói lại nha. Rồi cái mình mở ra, mình chạy cái màn hình đen đen này nè, mình chỉnh ngay chỗ property này cho nó lớn lên đại khái như vậy. Okay. Thì mấy cái video trước cũng có nói luôn, okay. Không có nhắc lại. Rồi thì coi như là chương trình căn bản đã chạy rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ giống như là mình muốn là in ra một cái menu, tiếng Việt nó gọi là, không biết là gì ta, thực đơn hay gì đó, giống như nhà hàng vậy đó. Ví dụ như nó ngay giữa nè, mình nói ví dụ như vậy, nên ngay giữa đi. Thì ví dụ như chọn bảng của chương từ số 1 đến số 10 đi. Ví dụ chọn bảng của chương, rồi chọn, sau khi chọn xong đó, rồi cái bắt đầu mình cũng in ra ngay giữa luôn là bảng của chương 1 × 1 = 2, 1 × 2 = 4 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, đại khái vậy. Không, đó mình giống như là mình thực tập coi mình làm cái khả năng mình làm được cái gì. Thì sau khi mà mình học được khoảng 10 video thì mình áp dụng coi nó làm sao, thì nó cũng mấy cái đơn giản thôi. Ok, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm những cái giống như là những cái thời để mình làm cái nữa rồi mình đố luôn. Ok. Rồi thì khi mình chạy chương trình á thì nó in giống như cái chữ đầu tiên nó nằm bên tay trái lúc nào cũng vậy. Giờ mình muốn đẩy cái chữ đó đi thì mình làm sao. Ok, thì ở trong cái Pascal người ta viết sẵn giống như mấy cái video trước mình nói là thư viện hay là thủ tục hay là hàm gì đó, người ta viết sẵn, thấy không, nó gọi là go to xy, thấy không. Thì cái bạn mở ngoặc thì tự động nó sẽ hiện lên, thấy không. Xy là coordinate, tức là đại khái nó là một con số, phải không. Thì thí dụ như các bạn đẩy vào số 10, cái hàng thứ 10, đóng ngoặc, ví dụ như 20 đi. Ok, thì cái này là gì, là một cái tên, đúng không, giống như này vậy thôi, đúng không. Mở ngoặc nè, đóng ngoặc nè, đúng không. Cái hai cái này là tham số thôi, thì mình muốn đẩy cái cursor của mình là con trỏ nhấp nháy đó tới chỗ nào. Ok, bây giờ chạy nè. Thì các bạn thấy đó, thay vì nó in ngay chỗ bên tay trái này thì bây giờ nó in ngay cái chỗ mình đẩy tới đó. Mình chỉ cần biết như vậy là mình sẽ coi như là mình sẽ biến hóa cái chương trình mình rất là nhiều. Ok, thì bây giờ ví dụ câu hỏi đặt ra thì cái chữ go to xy này người ta gọi là hàm hay là thủ tục, tức là function hay là procedure. Thì video trước mình cũng đã nói rồi luôn, tức là khi mà mình gọi cái gì đó mà nó không có trả về, tức là không cần trả lời, không, mình chỉ cần làm thôi, thì nó gọi là procedure, các bạn thấy không, nó ghi chữ procedure, thấy không, đó, này cũng vậy. Ok, rồi thì coi như là mình biết cái lệnh này á là bắt đầu là mình bắt đầu mình biến hóa thôi. Ok, rồi bây giờ ví dụ mình in bảng của chương đi, ví dụ như cái mình muốn là mình in là cái bảng cái tùy chọn là cái menu nó ở giữa màn hình. Ok, thì cái video trước cũng đã hướng dẫn giống như là mình vẽ một cái hình chữ nhật rồi, không? Thì bây giờ mình làm cái phương pháp cùi bắp đi. Ví dụ như là phương pháp cùi bắp đi là bản của chương mình nói ví dụ như vậy, không? Rồi mình copy đại khái vậy, không? Ủa lộn, cái này ví dụ như cái này đi. Mình chưa có mấy cái nút đẹp đẹp thì nhưng mà kệ nó thôi, cái ý tưởng là vậy nha. Rồi đó, mình nhìn thấy nó giống rồi ha. Dĩ nhiên á, các bạn thấy nó ghi ra vẽ đầy, lúc nào nó cũng sẽ từ bên trái ha.
bây giờ đó giống như là mình tắt cái này thì mình bấm Ctrl dấu hỏi không, hay là Ctrl sẹt hay gì đó, đại khái vậy, để cho nó comment out, tức là nó không có compiler, tức là cái Turbo Pascal đó, nó coi như cái đó là chú thích của mình, nó không có cần phải làm. Ok, đó mình in ra không. Rồi thì bây giờ ở trong ruột này mình cứ in ra thôi. Thí dụ như mình nói một chọn đừng đánh tiếng Việt, để tắt tiếng Việt thì tại vì nó in ra không được. Chọn số từ 1 tới 10, mình nói thí dụ vậy ha. Rồi ví dụ như cái này mình cách ra cho nó đẹp. Rồi đại khái như vậy. Rồi ngay chỗ này ví dụ như chọn ý hai chấm đi. Rồi cái bộ chuột nó nhấp nháy ngay chỗ này. Ok, cái menu đơn giản của mình là vậy thôi, chọn số từ 1 tới 10 thôi. Mà thí dụ như cái cursor này mình đẩy ngay chỗ này nè, để người ta đánh vô cái số 1 hay số 10. Ok, đó ý tưởng mình muốn là như vậy. Rồi thì thí dụ như ngay chỗ này, ví dụ như người ta chọn số số 2 đi, mình nói thí dụ như vậy, thì rồi mình sẽ chương trình mình sẽ in ra đại khái như vậy ha. Mình định ra ngay giữa luôn đi, in giống vậy nè, ví dụ 2x3, 2x4, 2x10 luôn đi, đó đại khái vậy ha. Rồi cái mình nói nhấn một phím bất kỳ để quay lại menu, thì sau khi mà mình nhấn phím bất kỳ thì nó lại in cái này lại không. Thì các bạn thấy không, in lại thì giống như là cái này cuối cùng ở cái này là một cái gì đó mà nó làm riêng, giống như là mình sẽ gọi đi gọi lại nó hoài đó, mà mình không cần, giống như là mình muốn nó trả lời, ví dụ trả lời cái số mấy đó. Ok, thì sau khi mình suy nghĩ như vậy thì mình sẽ gọi nó là hàm đó. Thì thí dụ như các bạn khai báo một thí dụ như bản của trường số thí dụ như gọi n đi không, thì gọi n rồi. Thì mình nói ví dụ như cách mình làm mình chưa có biết, giống như kiểu chưa có sẵn sàng hết, mình suy nghĩ sao mình viết vậy. Thí dụ như n bằng menu đó, mình gọi menu đó. Ok, mình nói thí dụ như vậy, tức là mình ước gì đó các bạn, mình nói ok in ra cái menu cho tôi, rồi sau đó người ta chọn cái số mấy đó thì báo cáo cho tôi là cái số đó đó. Ok, đó là cái ý tưởng là mình thường là mình làm vậy. Rồi xuống đây thì mình làm procedure đúng không, procedure menu đúng không, mình không cần tham số. Rồi cái mình begin end đúng không, mình viết này cho nó đẹp đi, tại thích viết vậy. Ok, rồi thì bắt đầu mình bê cái này lên nè. Đó ok, để coi mình xuống hàng cho nó đó. Ok rồi thì bây giờ cái này mình không cần nữa nè đúng không. Đó thì sau khi mình gọi cái in menu này, nó sẽ chạy lên đây nó in cái này ra đúng không. Đó là ý tưởng của mình muốn là nó như vậy. Ok, cái này bỏ đi chứ. Ok bây giờ mình chạy lại nè. Ý cái bị sai nè, cái chạy tại vì cái này procedure mình quên, mình nói mà mình còn sai. Nó là function không, bởi vì nó cần phải trả về, mình muốn trả về là một con số integer đó. Ok, ví dụ như cái này mình cứ nói menu 2.2 đi, mình nói thí dụ, mình không cần biết nó làm gì, nhưng mà đại khái cái sườn mình làm vậy đó. Ok, nó chạy tốt rồi thì giờ chạy thôi đó. Bây giờ thấy không, các bạn thấy nó chạy bình thường không, không nó in cái này ra nè không. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra nữa là ok, mỗi lần mình in cái này ra đó thì mình muốn xóa màn hình. Ok thì xóa màn hình thì tao để cái này không, xóa màn hình đó không. Thì lần đầu tiên vô mình không cần xóa màn hình nè, mình có thể bỏ nè không. Đó mình nói in menu, rồi đứng ngay chỗ in menu chờ đó không. Thì chờ ngay chỗ này là chờ người ta nhập vào đó. Ok thì mình sẽ có một cái biến và ví dụ như mình đặt là một con số đi, số chọn đi không, 2 chấm là một con số integer luôn không. Thì ngay chỗ này á mình sẽ làm gì, mình sẽ read line, tức là mình đọc vào
sự chọn đó, thì tức là người ta đánh vô số 2 thì nó lặn là số 2, số 3 thì ra số 3, thì bắt đầu trả về cái menu này. Đó, thấy không, là về chọn. Ok, tức là người ta chọn số 2 thì trả về số 2, thấy không. Rồi thí dụ như ngay chỗ này đi, mình làm cho nó thí dụ như n nè, đó. Đó, còn hai cái này thì mình chưa có làm. Ok, tức là người ta cái menu này nó trả về số 2 thì nó in chỗ này số 2, in số 5 thì nó in này số 5. Đó, cái đơn giản là mình muốn vậy thôi. Bây giờ ví dụ như mình chạy nè, đó tùy chọn, ví dụ như mình chọn số 4 đó, thì nó nói bạn của trường số 4 đó, mình nói thí dụ vậy, ý tưởng của mình vậy, đúng không. Rồi thì cái này nó cứ lặp đi lặp lại hoài cho tới khi nào cái tùy chọn, ví dụ như mình nói số 0 đi. À, vậy thì mình thêm cái này, mình nói ví dụ như chọn số 2 đi, thoát, ví dụ như đó, mình nói tiếng Việt ha. Đó, nếu mà mình chọn từ 1 cho tới 10 thì nó không, 1 tới 10 thì mình in bản của chương từ 1 tới 10. Còn nếu mình chọn cái tùy chọn không thì nó thoát khỏi chương trình ha. Rồi, ok, thì bây giờ ví dụ như mình nhận, mình sẽ dùng cái giống như là repeat until, giống cái tức là cái chương trình mình nó lặp đi lặp lại hoài. Ok, đó, thì lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ ở trong cái này mình sẽ mình xuống hàng. Rồi nè, mình bỏ nè ha, mình chạy cho tới khi nào, tới khi n nó bằng không. Đó, tức là người ta chọn gì, chọn bằng không thì mình sẽ thoát khỏi chương trình, đúng không. Đó, còn nếu mà nó không có phải bằng không đó thì bây giờ mình làm cái đám này, đúng không. Đó, nè, bây giờ đó mình làm là thường mình làm cái sườn vậy đó, là mình chi tiết sao đó, thì khi mà nó chọn cái menu này số đó, rồi cái bắt đầu nó in cái bản của chương, rồi nó kêu nhấn phím bất kỳ để trở lại menu, thì khi mình nhấn phím bất kỳ nó sẽ quay lên, nó hỏi chọn menu lại. Ok, rồi mình thử coi sao. Đó, thì giờ thí dụ như mình chọn số 4 nè, đó, cái nó nói bản của chương số 4 nè, thấy không. Bây giờ nhấn phím bất kỳ để quay trở lại cái menu này, đó, mình nhấn phím bất kỳ, đó, nó quay lại, nó hỏi chọn nữa, đó, các bạn thấy không. Đó, ok, thì ý tưởng là như vậy. Và bây giờ đó mình muốn thí dụ như cái này á, mình cũng giống như là mình không cần trả về, thì cái đám này mình gọi hoài á, cho nên mình sẽ viết ra một cái gọi là procedure. Ok, procedure thí dụ như là in bản của chương, mình nói thí dụ như vậy ha. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra cái này á là begin end, ok. Rồi, in bản của chương, bây giờ câu hỏi đặt ra là mình dĩ nhiên mình muốn in bản của chương số mấy, mình nói thí dụ như vậy, không? Số 2, số 3, số 4 gì đó, mình muốn đặt cái số n cũng được. Thì cái loại đưa vô đó là cái tham số đưa vô đó là mình thí dụ số 3, số 4 thì nó là số. Đó, ok. Rồi thì trong này mình cứ in là như vậy thôi. Không? Mình in là như vậy thôi. Rồi khi mình chưa có dùng cái này, cái này mình có dùng nè, ok. Rồi bây giờ cách gọi của nó là mình cái tên của cái procedure chấm và cái tham số mình đưa vô thì bản của chương số n đó, thì các bạn thấy thì còn cái read key này mình để trong đây luôn. Ok, rồi thì cái ý tưởng của chương trình mình là gì, mình sẽ lặp đi lặp lại hoài cho tới khi nào người ta chọn bằng không thì thoát khỏi chương trình, còn không đó thì mình cứ in là cái bản của chương đó thôi. Ok, rồi đơn giản quá, đúng không. Và thí dụ như mình chọn số 4 nè, cái nó ok nhấn phím bất kỳ để quay lại menu, nhấn phím bất kỳ đó, thấy không. Mình chọn số 7 nè thì nó nói bản của chương số 7, nhấn phím bất kỳ để quay lại menu, thấy không. Ví dụ mình chọn số 0 đó, ủa nó vẫn quay lại, nó vẫn làm cái này dư. Ok, thì bây giờ đó ngay chỗ này mình thêm cái cái nếu rồi vô, không nói if n lớn hơn không,
band đó, thì làm cái điều này không, mình có thể begin đi. Đó, nó viết sẵn chữ end cho mình đó. Ok, hình như mình đã dặn các bạn là mới học hay là học có học lâu cũng vậy, nhưng mình phải thuộc đầu hàng cho nó đẹp mới được, không? Nó phải phụ thuộc vào cái if này đó, mình đóng là nè, đó, thấy không? Bởi vì cái này mình viết giống như để nói lại là ví dụ như viết như vậy thì là máy nó vẫn chạy được, nhưng mà cái con người mắt mình nhìn không được, mình sẽ bị sai, lúc mình sai mình thấy nó khó khăn. Ok, rồi khi mình in bản của chương này mình cũng muốn cái gì, mình cũng muốn xóa cái màn hình cho nó đẹp chứ, đúng không? Rồi bây giờ mình chạy lại thấy nó ngon hơn này. Ok, ví dụ như các bạn chọn 5 thì đó, thấy không, bản của chương số 5, mình nhấn phím bất kỳ để quay lại menu này. Đó, thấy không, thì số 9 đó, nhấn phím bất kỳ để quay lại menu, thấy không, thì các bạn thấy không. Ok, rồi bây giờ mình ngon nữa thì bây giờ mình cũng chọn giống như mình chọn bây giờ con số của mình nó từ 1 tới 10 với lại số 0 thôi, mình không muốn những cái số khác, thì giờ làm sao, mình cũng phải repeat until đó, thấy không, hoặc là mình dùng while loop cũng được, thấy không, thì mình vô đây mình nói ê tao tức là mình nói ê tao muốn nhập một cái chọn vào. Ok, rồi thì nó cũng giống như cái thủ thuật ở phía bên dưới, cái này mình đóng lại mình chưa cần quan tâm nè, thủ thuật bên dưới mình nói ok, mình chạy hoài cho tới khi chọn nó lớn hơn hoặc bằng không. Cái này thêm một chút xíu cho các bạn, và không biết và chữ này đúng không, nhưng mà kệ, thầy thấy gì, và chọn nhỏ hơn hoặc bằng 10 đó. Khi nào mà chọn nó nằm trong đây á thì coi như là ok, còn mình đánh cái số khác là nó cứ đọc hoài. Ok, rồi thử cái mình vừa làm bị sai cái gì rồi cái này để coi đóng mặt coi sao nha. Rồi thì cái này là đóng ngoặc là ok, thì mỗi cái điều kiện của nó mình đóng ngoặc rồi mình end với nhau, tức là mình nói và đó, hai cái điều kiện và với nhau. Ok, rồi thì cái chương trình của mình nó khá hơn được chút rồi, đúng không, nó chạy hoài bây giờ đó. In bản của chương mà mình chưa có làm, đúng không, mình đóng lại. Ok, bây giờ mình làm cái này cho nó đẹp đẹp thì mình sẽ dùng cái lệnh go to này đó. Ok, bây giờ mình go to để mình làm ví dụ như mình nói cái cột thứ 10 đi, không? Cái hàng thứ 10 thì nó sẽ in ra cái này, đúng không? Rồi cái bắt đầu mình sẽ thêm cái thằng này thì mình lại nói ok, bây giờ đó cái cột cũng có cột thứ 10 nhưng mà cái hàng 11, đúng không? Đó, ý tưởng như vậy, đúng không? Ví dụ như cái này là hàng 12, cái này là hàng 13, cái này là hàng 14. À, thì các bạn chạy lại nè, bây giờ đó nếu như là mình đẩy cái con trỏ mình á tới cái cơ sở đó thì nó in ra theo như ý của mình, thấy không, các bạn thấy không. Ok, nhưng mà mình viết code như vậy á mình nhìn thấy nó kỳ kỳ, giống như nó không có ấy, phải không, thì mình thấy cái điều lặp đi lặp lại á là mình đẩy cái con trỏ tới rồi mình in ra đó. Cho nên nó mình cũng có thể viết một cái procedure khác đó. Giống như cái gì lặp đi lặp lại á, mình viết ví dụ như là mình nói tiếng Việt đi cũng được, viết không, rồi begin đó. Cho nên nó là thật sự á, cái ngôn ngữ nào nó do mình đặt cái tên thôi, rồi cái mình gọi cái tên thôi, cái mình nói cái ngôn ngữ đó ngôn ngữ gì cũng được, không, cho nên mỗi cái ngôn ngữ nó khác một chút cái tên thôi chứ chả có cái gì mà cao siêu. Ok, thì bây giờ cái viết này á, mình muốn cái tọa độ x nè, hai chấm là integer nè, không? Rồi cái mình muốn cái y nè, hai chấm là integer nè, rồi mình muốn cái chuỗi là st là string nè, không?
để hướng dẫn cho các bạn. Ok, thì bây giờ đó mình sẽ làm hai cái điều này. Đó, thì mình sẽ go to tới cột cái hàng, không? Rồi mình sẽ viết cái chuỗi đó ra, đúng không? Ok, rồi. Thì vậy như vậy á, thì mình cách mình xài sao? Mình xài mình sẽ gọi giống như vậy. Viết mình khá như vậy thì đó, mấy bạn thấy không? Đó, nó đơn giản như vậy. Ok, ví dụ như mình copy như vậy, mình để như vậy ha. Để xóa bớt coi nó. Đó, đó. Đó, thì các bạn thấy là cái này nó giống, nó nhìn thấy nó dễ hơn, là nó không có bị sai, ít có bị sai hơn, đúng không? Đó, rồi mình combine coi nó có chịu không cái đã. Đánh màu xanh hết là tốt rồi. Ok, thì đó là giống như là mình giao nhiệm vụ cho cái thằng nào vậy đó. Mình phải chia cái chương trình mình ra nhỏ như vậy. Ok, rồi các bạn thấy, đó, thấy không? Nó đơn giản hay không? Rồi, bây giờ mình có thể làm khá hơn nữa. Mình nói ok, cái cột này bây giờ ví dụ như mình muốn cột thứ 20 thì sao? 20 bạn 20 đúng không? Đó, thì các bạn làm vậy. Đó, rồi mình chạy ra cột 20. Đó, 20 thấy không? Thì như vậy mỗi lần thay cái mình thay nhiều quá. Ok, bây giờ là mình làm giỏi hơn. Mình dùng constant. Đó, giống như là bữa trước mình có hướng dẫn. Ok, thì bây giờ đó các bạn ví dụ như mình nói là lép đi, không? 2 chấm, lộn, 2 chấm, 2 chấm, làm sao quên này, 2 chấm bằng 20, mình nói thí dụ gì, combine coi nó có chịu không á, hay là syntax error, cái này là gì à, not used rồi, không sao, thì các bạn khi mà có các bạn dùng, phải không, left, đúng không, đây mình coi có chịu không cái này, rồi chịu, thì bởi vậy khi mà left mà bằng 20, bây giờ mình muốn đổi, lép này bằng 10 của mình chỉ đổi một chỗ thôi, các bạn thấy không? Tương tự như cái y cũng vậy. Thì ví dụ như mình nói top đi, không? Mình nói top, top, ok, integer luôn. Thí dụ như top mình muốn cái hàng thứ 10 trước, nói thí dụ vậy. Thì mình nói ok, ngay chỗ này hàng thứ 10, ngay chỗ này hàng thứ 10 cộng 1, không? Rồi đó, đại khái ý tưởng là vậy. Rồi cái nặng này cộng 2, đó này, cộng 3, cộng 4, mình nói ví dụ vậy. Thì khi các bạn làm á, giống như làm thiệt hay là làm gì đó, mình biến hóa thêm. Ví dụ như cái này nó dở quá, ví dụ như qua nhà. Đó, thì in đẹp phải không? Ví dụ như mình chọn số 5. Đó, thì nó in, trả lại phím bất kỳ thì nó in lại cái này, thấy không? Đấy, ok, rồi. Rồi, ok. Cái này thêm cái này đi. Ok, rồi bây giờ đó, cái cursor mình muốn ngay chỗ này nè. Bây giờ ngay chỗ này á, thì các bạn là ngay chỗ này là left đúng không? Thì bây giờ mình đếm, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, đại khái 11 hay gì đó. Mình sử dụng, mình đẩy cái con trỏ tới đó, đặng người ta nhập thay vì nè các bạn nè. Thay vì nó nhập ngay chỗ này nè, thấy không? Mình muốn cái chỗ này nó nhấp nháy ngay chỗ này, thấy không? Rõ. Thì bây giờ đó mình dùng cái lệnh khi mà mình chọn á, mình sẽ dùng cái lệnh go to, mình nói vậy, ha? Go to. Cái tọa độ x này ở đâu ra? Cái tọa x này đó mà là left nè, thấy không? Rồi mình cộng ở đây 1 2 4 5 6 7 8 10, đại khái mình cộng 10 đi. Mình chỉnh sao mình có đếm mệt quá. Cái hàng này là hàng thứ mấy? Cái này hàng này hàng thứ mấy? Cái hàng này là hàng thứ top cộng 3. Các bạn thấy không? Đó. Ok. Rồi, thì các bạn chạy lại coi làm sao. Đó, nó nằm ngay đây đúng không? Đúng không? Chọn nè. Ví dụ mình muốn cách thêm cái nữa, mình làm thêm cái. Ví dụ như mình chọn số 3. Đó, nhấn phím bất kỳ nó chạy lại này các bạn thấy không? Ok, vậy thì giờ mình cộng 11. Ok. Bây giờ khi mà mình chạy, đó, thấy không? Thấy đẹp không? 8. Bây giờ mấy này, cái bây giờ mình 3, thấy không? Vẫn được. Nhưng mà nó hay là hay cái gì nữa. Ví dụ như trong cái trường hợp left của mình á, mình muốn nó bằng 30, thấy không?
chỉnh là 30. Đó. Thì bây giờ mình suy nghĩ về cái con trỏ của mình. Đó, cái con trỏ nó tự chạy theo các bạn thấy không? Đó, tại căn cứ vào cái tọa độ X-Lab đó, cho nên mình di chuyển một cái thôi là mấy thằng kia nó cứ liên hệ nhau, thành ra nó cứ điều nhau vậy. Ok. Rồi. Ok, không thoát. Đó, thấy không? Rồi, thì bắt đầu mình bị cái problem này. Ví dụ như mình bị cái vấn đề này nè, ví dụ như mình nói ha, in 12 đi. Cái nó sẽ nói, ơ, mày chọn cái số này lớn hơn quá rồi, đúng không? Đó, nó sẽ chọn lại. Ví dụ, ê, đừng bằng không, bằng trừ đi. Đó, không? Đó, thì các bạn thấy không? Thôi, vấn đề nhỏ cũng không sao. Thì giống như mình chọn lại, mình chọn số 1, cái người ta nhìn thấy tùm lum rồi, đúng không? Đó, cho nên mình phải xóa sơ cái này. Đó. Thì bắt đầu mình xóa làm sao, mình sẽ gọi giống gì, mình nói hey, ngay chỗ này à, đi tới ngay chỗ này cho tao ha, cũng y chang này, bây giờ đó giả bộ xóa cái này cho tao ha. Đó, để nó ngay chỗ này nè, nó ví dụ như cái số cũ của nó là số mấy, mình viết đè nó lên bằng khoảng trắng đó ha, rồi xong rồi mình di chuyển cái con trỏ mình lại ngay chỗ này, đúng không? Ý tưởng nó là như vậy. Ok, thì cái procedure này mình viết ngon là cái mình đóng lại đó, kiểu vậy. Ok, rồi cái các bạn chạy á, bây giờ ví dụ mình nghĩ ô cái số này bự quá, thì khi mình nhấn enter đó, nó sẽ quay lại ngay chỗ số 2 nè, nhưng mà nó viết cái khoảng trắng, nó đè mất cái số này thì cho nó đẹp, phải không? Bây giờ mình thử enter nha. Ú, bây giờ nó quay lại đây rồi, nó không có viết. À, ví dụ như mình viết à, ok, vậy là cái chương trình mình bị sai cái gì đó. Bây giờ mình nói laptop. Cái top của mình sai rồi. Ngay chỗ này mới đúng. À, ngay chỗ này mình sai nè. Đó. Là cái cột từ ngay chỗ đó. Và cái hàng á, thì hàng cộng 3 thôi. Nó phải giống như cái này. Ok. Lần này thì 99% nó đúng. Ok, vô vậy. Enter ngay đó, thấy không? Sai. Mày nhập cái số kỳ quá, sai đó. Dĩ nhiên nó cũng còn những cái mà nó chỉnh cho nó tuyệt chiêu nữa, nhưng mà đại khái cái ý tưởng là như vậy. Khi mà mình làm thiệt, mình làm muốn làm gì ngon thêm thì mình làm. Rồi thì cái menu này coi như là tốt, phải không? Tốt cái mình đóng lại mình, đó, có thấy chương trình nó nhỏ xíu không? Là mấy cái này là coi như là mình ngon rồi. Rồi, tương tự á thì cái bản của chương cũng vậy, phải không? Bản của chương thì bây giờ mình dùng viết. À, mình tương tự mình copy cái menu đi. À, mình copy hai cái này luôn. Cái mình để vào bản cuốn chương. À, mình đóng cái menu lại cho nó gọn. Rồi cái mình cũng viết. Viết cái gì? Thì ở bên left. Rồi xong cái right là cái hàng là thí dụ như hàng top. Ok. Rồi bản cuốn chương. Cái này cái này nó hơi lạ chút xíu. Ví dụ như mình cộng coi được không? Mình cũng chưa chắc, nhưng mà để cộng coi được không rồi cái mình mới báo. Ok. Cộng bài. Sai. Cái này cộng này nó không chịu. Ok, thì mình làm chiến thuật khác. Ok. Rồi thì mình cộng hai cái chuỗi lại với nhau á, thì nó có dấu cộng cái chuỗi, nhưng mà bây giờ mình chọn cái con số vô đó thì nó không chịu, phải không? Thì cái ngôn ngữ này nó không chịu, thì ok mình sẽ dùng cái hàm là integer to string, tức là con số qua chuỗi n, không biết viết đúng không nữa, nhưng mà cài compile coi. Sai rồi. Rồi thì mình sẽ dùng cái hàm là integer to string. Ok, thì cái hàm này á, nó sẽ cần cái thư viện là nó gọi là giống như là system utilities ha. À, thì giống như là nó viết trong một cái thư viện đó thì mình lấy mình xài mới được. Còn ví dụ như mình không có, mình lấy ví dụ như không có thì nó sẽ báo lỗi. Đó, các bạn thấy không? Cái này nó báo lỗi. Ok. Tức là khi mà mình dùng cái hàm gì đó thì nó trong cái thư viện gì thì nó có, nó cung cấp cho mình mới được. Đó, giống như những cái này thì nó trong cái thư viện CRT. À, còn cái này thì nó trong thư viện này, thì hỏi làm sao mình biết được thì mình Google cái là mình biết. Ok. Còn không thôi là giống như là những cái menu này mình viết rồi mình gom lại trong cái thư viện của mình, rồi mình đặt cái tên thì mới mốt cái
mình xài, mình chỉ cần use it, cái thư viện của mình. À, cái đó thì tương lai sẽ hướng dẫn cái đó. Ok, rồi. À, rồi bây giờ chúng ta chạy lại cái chương trình. À, thì ví dụ như chương trình của mình đó, chọn bây giờ mình chọn số 7 thì đó nó sẽ in ra ô bản của chương số 7 không? Ồ cái này mình hơi dài ha. Rồi nhấn phím bất kỳ. À, ví dụ như số 0 thoát. Đó. Cái này nó hơi dài thì giờ bớt làm sao cho nó đẹp là được rồi. Ok. À, rồi bây giờ cái bước kế tiếp là ví dụ như mình muốn in giống vậy ha. À, mình cứ thấy lặp đi lặp lại đúng không? Bao nhiêu lần, ví dụ như mình nói từ 1 cho tới 10 đi. Đó, thì bây giờ mình làm gì? Mình muốn dòng lặp thì bắt đầu ok vậy thì mình sẽ cho chạy từ 1 to 10 do begin end. Đó, cái sườn mình viết cái vô mình chỉ viết vậy y chang vậy là coi như là được ha. Bây giờ tưởng tượng cái ai mình không cũng biết, mình không biết thì bây giờ mình vo ai hay chấm này cho nó đẹp. Đó, ok. Bây giờ trong này đó mình viết là y chang vậy đúng không? Rồi. Thì bây giờ đó mình phải viết giống như vậy nè. Ok. Copy lại rồi mình sửa. Ok. Ok, thì mình cũng dùng cái procedure viết của mình. Mình có bên trái rồi viết lại phía cái hàng, đúng không? Thì bây giờ bên trái nó là mình để bên trái thì nó nằm ngay chỗ này đúng không? Bây giờ mình muốn thêm mớ chỗ trắng này nữa thì mình đại cộng 10 đi. Muốn mình cộng thêm cũng được. Ok. Rồi số 2 này ở đâu ra? Số 2 này tức là người ta đưa vào nè. Đó. Thì mình đổi là mình đổi ra một cái chuỗi, không? Mình nói integer to string là đổi ra một cái chuỗi số 2 này bằng số 2 này. Rồi cái mình cộng cho cái dấu nhân, không? Rồi cái số 1 mình lần là số 2 rồi số 3, số 4. Như vậy nó là gì? Nó là cái biến của cái for loop nè, không? Video trước mình cũng đã hướng dẫn. Mình đổi qua cái chuỗi luôn. Rồi sao mình cộng thêm dấu bằng. Rồi bắt đầu mình cộng cái kết quả. Thì cái kết quả nó cũng là một con số cái mình đổi qua cái chuỗi, không? Thì cái con số đó nó tức là ví dụ như bản của chương số 2 thì lấy 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 2 là 4. Đó, ý tưởng là vậy. Ok. Rồi. Ok, mình đóng này lại. Rồi cái bạn chạy lại. Thì ví dụ như mình thử nghiệm mình nói bản của chương số 3. Đó, thấy không? Nó in đúng không? 3 nhân 1 là 3, 3 nhân 10 là 30, thấy không? Mình nhấn phím bất kỳ để quay lại menu. Bây giờ mình số 8. Thì đây là số 8, thấy không? Bây giờ số 2 là số 2, thấy không? Đó, bây giờ số 9 là số 9, thấy không? Bây giờ số 10 in là bản của chương 10. Bây giờ 12. Dĩ nhiên nó hỏi lại nữa, 12 nó vượt quá cái vòng trục cho phép. Bây giờ không, thoát khỏi. Ok. Rồi, thì sau khi mình xong ngon lành thì mình làm gì nữa? Sau khi mình xong ngon lành thì mình đóng cái này lại để cho nó nhỏ lại, phải không? Rồi coi như cái toàn bộ cái chương trình mình nhìn thấy ô nó nhỏ xíu, phải không? Thì cái ý tưởng nó là như vậy. Rồi các bạn có thể thêm bớt đồ này nọ cho nó ngon lành, phải không? Thì sau khi mà mình làm cái gì đó mà nó ngon rồi, nó gọi là tuyệt chiêu rồi, mình không còn gì để nói nữa, mình thích quá rồi. Đó là coi như là cái chương trình mình không chạy bị sai nữa. Đó, cái mình cứ giữ để mình xài thôi. Thì giống như hồi nãy mình có nói, thì từ từ cái mình gom những cái này nè thành một cái thư viện, mình đặt tên đó, tên của mình á. Rồi cái mình khi mà mình dùng, mình chỉ cần dùng cái tên đó thôi. Mình không có cần phải viết cái này hay là bỏ cái này vô trong cái chương trình của mình nữa, bởi vì nó nằm ở trong cái tập tin khác. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.